đó. Đâu có nổi mấy đứa kia. Nhẫn nhịn. Mấy đứa kia, mấy đứa la, mấy đứa la. Quá thở cái đứa kia nhẫn thôi. Nhẫn nhịn, bị quá lộ á. Dạ. Ơi, má dữ lắm, ngàn mặt quanh. Rồi đã nói ngay giờ là làm cái đó nàng chứ giờ nguyên giống à, nguyên mà giống nói chuyện cũng giống tướng tá, giống vậy. Đúng vậy đó. Phải như con nguyên mắt tròn chứ nữa là giống dữ tợn, giống trăm trăm à. Chỉ chữ nguyên nó hoạt bát, nó cũng dữ lắm. Bởi tôi đặt ha, chằn ha, bà chằn đó là vợ tôi đó, à, rồi chằn cô đó là con Trương. Còn chặn cháo là nguyên đó, là vậy đó. Má nó bà chặn, bà chặn tới cô tới cháo dữ vậy đó. Dạ. Mà tặng thêm nó cải tao cũng không hiền nó luôn, nó phải cải nó tiền. Mà hãy mình này mình dở mình thương nó thôi. Anh Đông ngồi á, ngồi ngoài sau giống như em á, ngồi ngoài sau giống như anh ấy á. Thì mới mới thấy chỉ có tụi tới maximum có cột 8 thôi. Còn chị em đại gì đây người đó. Thôi, thông minh. Dạ. Trời, ổng nói giỏi. Dạ. Đẹp người giỏi gì mùa lỗ ba lắm mà chính đẹp người thông minh ăn nói ngon lành, lúc mà 85 tuổi ăn nói vẫn ngon lành. Dạ. À, ông cụ ông rồi ông trẻ bắt năm 1905 là ông làm sản tướng. Dạ. Rồi 1905 là tay nó bắt đầu cắt cầu lộ từ một đại sứ thành phố với hồi xưa kia. Dạ. Cái dùng nó mới mẻ vậy đó. Rồi năm nào nó cắt nó mặt cầu ông bồng. Ông bồng thì tao bắt cầu mình dán nó lâu đời nhất nhất rồi. Dạ. Nó vậy. Nhưng mà hồi con biết là cầu bồng sập trơn rồi mà. Ừ, rồi họ kẻ bắt lợi thôi. Dạ. Nó chỉ là cái lũ chánh. Dạ. Nó mới, đắp thật. Dạ. Là hồi đó là nó mới lắm, cái xứ sở là mới lắm. Là bà, ông nội tôi con kêu nổi là bà già bà cô đó. Không có chứ xe đạp. Dạ. Bắt tôi bị ông chính nói về ngoại là nói cho lắm nha. Thì nó cũng biết lo gia đình. Con không có gì. Con lớn hơn Phong thì một người gìn giữ, một người ít gìn giữ. Con còn nhớ, con nhớ dạ, dữ lắm. Nhớ hồi con học thầy trai còn nhớ mà. Cái lúc mà má về bên đây má còn giữ chìa khóa tôi không có bà ngoại. Cái nhà dạ làm cái vườn sau đó, năm con đất ngoài sau mà từ cây khế mà ra tấm vấn á. Dạ là bà cố con làm không. Dạ. Tại vì chắc có lẽ ông cố có lẽ thành ra tính chừng ông cố mà chết rồi nói à, à cha mày làm bộ chứ chết chắc gì rồi bà má ra đầu cũng quăng nữa giống mày á. Dạ. Dạ. Mà con điều, giống con giống mà đều nói mày á là ông cố ra cũng chưa chắc sợ vợ, chắc là ông cố cũng nhịn bà thôi. Ơi hồi đó hả là ông ấy hồi mà cỡ nhỏ mười mấy là đi tập võ đó là bắt đầu tới mà nghe mà đánh trống mấy hồi đánh cái mỏ nó mỏ mấy hồi ha là chuyện gì cũng con ăn thằng không con nguyệt làm à tao không có làm nữa là bỏ đi vậy. Đó, vậy là nghe cái là con nói bữa đó đang tháo cái dũng mang ba muốn cái mương mà rồi nghe đánh mỏ là bỏ lên tắm đi liền bỏ mấy đứa này luôn. Ông ngoại nói rồi
bỏ gọi rồi đi đánh võ hồng từ tay vậy đó. Chị Mười có võ hàng chi rượt chị Mười chạy đâu kịp. rượt chạy quá hàng chân luôn. Ê, tao biết tại sao mà tao chạy không? Là bởi vì tao làm sai. Làm quá sai mà bả thì nhưng nó phải. Bả được thì tao chạy. Mày chạy không Nam Mô hả? À, tao chạy, chạy đã rồi chị biết không? Ba em chỉ gọi điện thoại nói vài tiếng thôi. Cả 10 năm nay em không giết hơn. Giết không được. Con qua đây là ngồi ăn cháo đi. Đây. Đệ tử này lớn quá chứ hả? Thằng này này. Ờ, tao 19 tuổi rồi. Ừ. Ngồi ăn đi con. Hồi anh đi là em chưa có vợ phải không? À, chưa có vợ mà bây giờ về lời hấy rồi. Về lần sau nữa là chống gậy hết rồi. Về lần sau là tôi có cháu nội rồi đó. Ừ. Tôi qua mặt anh đó. Ờ, à, đó không sao, cái đó không sợ. Đây. Lấy cái mũ nha lên. Phải. Không hỏng sao. Dì hai ăn đi dì hai. Tại dì hai chưa có chè. Trời ơi đất ơi. Trời ơi rạ mút. Dì ba ơi dì hai chưa có chén. Có. Có rạ mút. Dạ. Tội nghiệp không? Cháu. Bà Út ăn bà Út. Anh kêu đặng rồi anh quay đó. À, kêu đặng quay đó. Tôi xê. Chị tôi xê. Dạ em ngồi đã luôn à. Tôi xê. Khóc chứ cười. Đang nhớ là kỷ niệm của miền Nam. Ừ, coi này là khóc thôi chứ không có cái cười đâu. Sao bữa nay mình rít ngày hôm qua mình đông quá, bữa nay mình rít quá vậy? Tản mát hết trơn rồi. Hôm qua có khách mới đông này. Dạ. Dạ. Ở đây. Dạ. Đô lại. Chị chính đâu gì đâu, thấy gì chính đâu. Mà nói chuyện ở đây nào á. Dạ. Này ngộ quá ta, tại sao mà ngồi á? Một bên thì đàn ông không, một bên đàn bà không, hay quá vậy? Có đây, bên đây cũng có ông. Dạ. Mà ngồi hay thiệt á. Dạ. Là quá mẹ. Dạ. Phải hả? À, ngồi hay thiệt chứ. Bên đây 90 rồi. Mà bà thấy bà khỏe không? Khỏe là cũng mấy. Dạ, đánh giỏi đàng hoàng. Bà nhớ hết trơn nha chú. Dạ. Nhớ thì tư á, đừng cái chuyện mà dĩ vãng á, chuyện hồi xa xưa nhớ hết trơn. Thí dụ bữa mình nói chuyện với bà ngoài kia vô đây hỏi lại thì bà không nhớ, nhưng mà cái chuyện cũ bà nhớ. Chuyện là ai tuổi gì này kia, rồi má con tuổi gì, rồi cậu hai tuổi gì, rồi cậu ba, nhớ hết. Dạ. Cái đó là trong tiềm ức rồi. Có gì nữa con. Bà Chính ăn được, bà Chính ăn được là tốt rồi. Có mấy bà già bữa nào tiếng với gì chơi bữa nha. Dạ. Má đi với đường xuống bà chứ. Dạ. Chơi với Nghĩa, nhớ Nghĩa không? Dạ, dạ. Nó bị nó mất thì tụi tôi ăn cơm tay trái hả? Ở bên Mỹ á, cái tay trái tay phải gì nó không có để ý tới. Nghĩa là người nào làm được tay gì thì ra tay đó, không có cử gì hết. À, như Việt Nam á, thì tay trái thấy nó hơi khác cái gì. Nhưng mà bên đó không sao hết. Thành ra thường thường ở bên Mỹ, nó xài luôn hai tay. À, này cũng chèo trái nữa nè. Không. Này cũng chiều trái nè. Chứ có gì đâu. Dạ. Mình khác là để ý nhiều á. Dạ đúng rồi. Tại vì cái đám trẻ sau này chiều trái. Dạ. Không ai để ý hết. Cậu Bảy kìa, cậu Bảy đang giữ giữ đầu lái kìa. Đứng bên này, đứng bên này ngược trở lại. Tay gì chói đó. Dạ. Chị tự cho nha. Cái gì? Ừ. Nói chị không?
Ôi trời ơi, eo ngoẹt ổng như là không lâu bằng nội vậy luôn đó. Chị về chị ở Bến Tre hả? Ông đây ở gì? Lúc ngoại vô đâu? Gì? Đi học mà. Dạ. Dạ. Không ở chung với chị Kiều hả? Ừ, thì ở chung với chị Kiều á. Dạ. Với chị giúp chị. Dạ. Ở chỗ nào? Với Hồng với Hồng. Không, cái này hả, cái này mình chưa sao. Nếu mà chụp ở đây, chụp sao? Chụp quá. Ờ, để khoan, để gặp chị Lê mới được. Chị Kiều mới được. Đập gái thì gọi này được rồi, chứ đừng có bật. Thấy cao. Rồi, em chụp đây được nè. Dân số quá vậy. Con cháu đầy đàn mà con cháu thành đạt hết rồi. Đấy, cái người ngồi đang đứng đằng sau kia không thấy chị ấy đứng không quen đâu, đứng qua bên này không thấy chị kia. Đứng sát má đó. Đứng sát má rồi chắc thấy mấy bà này đâu. Không làm sao thấy mấy bà được rồi. Rồi, chị miếng xương miếng. Rửa làm hai. Mấy cái này phải đưa đắp bồn. Dạ. Dạ. Bây giờ thì qua nay nó gần chết rồi. Thôi giờ chỉ thiên em thôi. Cái đó là em thì chính hả? Mấy phim này chừng nào gì chính về có phim. À, cái này dì Chính về có phim. Em sẽ đem cái này trong gia đình thì dì Chính có đem phim về. Thôi giờ tạm biệt em. Dạ. Hẹn tái ngộ. Hẹn tái ngộ. Như vậy là coi như thằng Bảo nó không có duyên với chị. Không biết được đâu mà đi. Úc em nó chở về. Úc em chở về được. Úc em chở về được. Nhưng mà chở nguyên ngày nữa. Cấp lấy xe tế là quà. Ok, vậy thì được. Chị xin là đây. Dạ. Vậy mới qua Mỹ được chứ. Tập sự phải không? À, phải tập sự vậy mới được. Vậy. Đồng Phương không? Ngồi đây thằng Sáu đi. Phương, ủa mày có chặn nấu được. Không sao đây, mặc áo tao nè mày. Kêu mày ba. Mặt đại mày đứng ngồi ngoài sao? Một, hai, ba. Rồi, ra, anh ra nữa. Rồi ra, chụp cái gì? Ba con, anh vô. Anh vô đứng xuống nhờ với gì với chị. Ba, ba hai. Hai, dạ. Ba hai, trở lại. Đây, đứng mặt cầu bãi. Đứng giữa, đứng mặt cầu bãi. Đi tới cười đẹp. Việt Nam á. Ăn hồi nào? Ăn bánh canh. Dạ, ăn bánh canh hả gì? Dạ. Dạ, dạ bánh canh rồi. Để đi chờ dì Chín mặc đồ. Mấy hình coi được không gì sao? Được. Coi sao? Được. Dạ. Trời đất ơi. Hai chị em lọt cái dưới đó. Em ơi. Bà xã em à. Em nghĩ đứng vào hướng. 1, 2, 3. Cái này là quay phim gì Chính. Thì Chính cái này mới mốc gì Chính về là gì Chính có đem theo cái này về. Dạ, gì Chính phải đem cái phim về. Em quay dưới nghe em. Dạ. Bận quần khác. Thì trắng trắng cái. Không sao đâu, vậy là cho thấy. Cho thấy hình rất dạ. Dạ, dạ,
dạ, một nửa vậy thôi chứ. Dạ, một nửa thôi. Dạ, nửa thôi. À, dạ, chụp nguyên người. À, em chụp nguyên người, nguyên người một cái. À, cười cười chút với vui chứ. Dạ đó, chị dạ, có lấy vừa. Đó đó, đó chính kìa. Đúng rồi. À, à, đúng rồi. Vừa chỉ hơi dài thôi. Chụp cho anh vi vi vi. Cái gì anh chưa có mày bà đắc té mày mày bà đắc chị ngồi cao lên chút, chị ngồi hơi thấp vậy chứ. Chị Chính á, nhìn cái máy này chị Chính, đó đó đó, một hai ba giống Chính á. Dạ. Em kính đó, 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 đó. Wow, cài ba. Ai cũng khen dì Chính hết trơn á. Đó, dì Chính là lớn tuổi mà tốt người quá. Dì đẹp quá. Đẹp. Hai bà đẹp quá. Em dì Mỹ á. Đó, Tí Hon đó. Vợ chồng Tí Hon đó. Tao muốn nói gì nữa không? Mày không nhắn tao về hả mày? Em cũng nói đàng hoàng, nói là 10 năm sau anh về em sẽ có vài đứa con nữa, mày mà sản xuất nữa không? Thôi thôi hả? Đủ hả? Đủ rồi, rồi. Biết qua Mỹ mà không chịu mà. Chưa, chắc cũng vài năm nữa. Mỹ so với hồi xưa là mập hơn nhiều, à, mập nhiều. Mà mới mập đây hả? Chừng 5-7 năm nay vậy. Ghé chứ trời ơi, đàn ông mà không ghé là trật lất. Tôi có ghé mà tại vì dám vô đâu. Bạn nhảy vô đâu hả? Tại bác Tư ngồi đây, hai anh em quay đem về Mỹ. Ừ, quay đem về Mỹ hả con? Con nói chuyện gì chứ. Chính khỏe không gì Chính? Bà, dạ đấy, bà Chính nè. À, bây giờ bà Chính không có ăn trầu thì bà Chính uống sữa. Cho thuốc con dạ. Dạ. Sớm vậy bà? Dạ. Chưa, giờ chú ba mình về ngoài mình giỏi nha. Khi nào chú ba mình về nữa nữa thì chị còn mình giỏi thì lên thăm mình. Tính tới về, em về lâu ngày em phải đi một vòng. Có bà bãi. Bà có vô thấy yếu hay chứ. Bây giờ bà bãi như giờ chín rồi ha. Chịu. Chính rồi đi là mình đi rồi đó. Dạ. Có bác sĩ nhà thì cũng đỡ phải. Mình nuôi heo được rồi, mình làm bếp ga cũng được nữa, nuôi heo hoài đó. Mà đi xa đó chứ. Dạ. Đi chừng 10 cây số nổi. Thôi đi chi dữ vậy? Không mệt. Dạ. Không mà không nhức. Cô Tám nhìn con đi chứ, cô Tám cứ nhìn về hướng của con. Dạ, cái mặt xuống chút. Sợ vậy đó. Để lâu một chút. Thôi mời vô. Mời vô, mời vô, mời vô đi. Rồi vô ăn nè cậu. Vô, vô, vô. Nó nhìn kỹ là má con có nét của cậu. Không lẽ không ăn chứ, tại họ ăn em phải coi chứ, không có nói gì hết. Không lẽ không ăn. Không, mấy bà này đi xe của anh Hùng là đỡ. Không, không có chạy như mấy anh trẻ. Rồi lưu đâm. Lưu ăn được. Chịu coi luôn vậy. Chưa ăn được, không ăn được. Rồi ăn đi, ăn đi. Chưa ăn được, cái nào nói cho đành hả, chưa ăn được. Chờ chén. Chưa ăn được. Chưa ăn được đâu. Cái này là tiêu chuẩn Việt Nam. Tôi chưa xong vậy đây. Tiêu chuẩn Mỹ là sáng chiều uống cà phê. Nữa. Ăn đồ ăn mắm khô. Hồi món mình nó có xôi mà nó u hấp cho nó vậy nó còn xôi vô té nữa. U hấp à? Trời ơi, cái gì đời nhỏ người không? Dạ. Chỉ là con khỉ là từ nhỏ tới lớn mà. Con tôi đánh cờ lớn vậy, lớn rồi đánh cờ, đánh cờ chó.